Oh.
Đây, nhìn tiếp đi. Tưới cho nó hết nắng. Còn nắng thì phan tưới. Nắng quá bà con ơi. We had an enormous amount of fun on the first film. There was an energy on set. Thank you.
tình thương bao bọc, biết bao tài. Hỡi mây, hỡi gió trời, non nước biết đến bao giờ được đổi. Vào năm 1937, trên thi đàn Việt Nam đột nhiên xuất hiện một thi nhân làm chấn động dư luận không ít. Thi nhân mang bút hiệu TTKH. Người ta không biết thi nhân là ai, chỉ biết TTKH chỉ lưu lại có 4 bài thơ, mà lại là những bài thơ tình lâm ly bi đát, chứa đựng nỗi niềm u ẩn của một cô gái đem lòng yêu một chàng nghệ sĩ.
Thank you.
Ôi kiếp nhân sinh là thế ấy, như bọt đèn, như gió thổi, như bọt nổi, như chim bao. 30 năm hưởng thụ biết chừng nào, vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chín, vẫn thấy mẹ cùng dân hảo hạnh, thế đồ vô lựa thủy dinh nư. Cái hình hài này đã chắc thiệt chưa, mà lẻo đẻo khóc sầu rứa mày. Nhân xuân bất tuế như xuân mộng, ly hợp ly tan tở hỷ trường. Ôi làm tiếp nghe, không có đi chơi chơi nữa nghe không, bây giờ bắt đầu làm tiếp mát rồi đó.